cơm nó mà cứ ngồi bấm điện thoại với game vậy. Rồi vợ đúc đi, đừng có nói vợ đúc. Đúng rồi, em đúc cơm vậy. Trời ơi. Bây giờ cao đấy giải ơi, cháu nó cứ bấm game nữa rồi chứ lấy bắt gái chú thế này đây. Thế thì ảnh cõng em, ảnh đi đâu công viên này mà thôi lên lưng anh cõng. À sao cõng, bữa nay là mới ngủ dậy trên giường ấy, em bảo anh dậy đi. Mà không, cõng anh xuống nhà vệ sinh đánh răng cho. Trời ơi, cổng luôn hả? Ủa mà em cổng nổi không? Em cổng thử đi. Tò mò ghê luôn á. Chắc em phải bỏ quốc ra các. Bỏ quốc đi. Bỏ quốc ra. Cổng đi coi sao nè. Lên lên em đạp. Lên lên. Trời ơi. Lên cổng hả? Lên chưa? Bây giờ mời quý vị dành một tràng pháo tay thêm nữa để cùng gặp gỡ cặp vợ chồng tiếp theo. Ơi, chào hai em. Rồi, mời hai em giới thiệu thật to. Dạ em tên là Hòa, quê ở Nghệ An. Hiện tại là đang kinh doanh tại nhà ở Gia Lai. Em năm nay 29 tuổi ạ. Thế còn vợ Hòa? Dạ, lời đầu tiên em xin gửi lời chào đến chị Hồng Vân, anh Quốc Thuận và toàn thể quý vị khán giả. Em xin giới thiệu, em là Lê Thị Hương. Em năm nay 26 tuổi và em cũng kinh doanh tự do tại nhà. Hai bạn gặp nhau ở đâu? Cách đây như 9 năm á, là em mua lại cái điện thoại cũ. Thì vô tình trong cái tin nhắn nháp á, thì có một chữ A của cái số điện thoại của chồng em đang dùng á. Em mới ấn để xóa đi. Thì vô tình là em ấn gửi. Thì ảnh lại cứ tưởng là bạn ảnh trêu. Ảnh mới gọi điện lại bắt bẻ em nhiều lắm. Hỏi tại sao có số này. Xong em mới hỏi là tôi đã nói rồi là tôi nhầm số. Anh không tin tôi vậy. Xong rồi anh bảo là không nhầm số thôi, là bạn nói chuyện. Lúc đấy anh cũng siêng nói chuyện lắm. Nói chung là ngày nào cũng nói hết á. Nhắn tin rồi nói chuyện vậy. Thế là quý mến nhau rồi là anh em. Nhưng mà lúc đó là em ở Gia Lai. Dạ. Bạn này vẫn đang ở Nghệ An đúng không? Hay là bạn đã vào rồi? Lúc đấy em đang đi làm. Lúc đấy em làm bên công trình á. Em là tài xế. Đi làm công trình ngay ở dưới Hậu Giang á. Công nhận lầy ghê luôn á. Tại vì chuyện ta nhầm số cái thôi mà coi như là lấy được vợ luôn, ghê thiệt. Em có biết bạn này cùng quê với mình không? Không, lúc đấy chưa biết. Xong được 2-3 ngày nói chuyện rồi mới giới thiệu là ở Gia Lai. Bắt đầu lúc đấy là em mới xin nick Yahoo á. Bắt đầu mới ra quán net rồi chat với là lúc đấy mới thấy mặt qua huyết cộng thôi. Lần đầu tiên mà em nhìn thấy cô gái này trên webcam thì cái cảm nghĩ của em lúc đó như thế nào? Lúc đấy thì ấn tượng của em như thế nào? Dạ, ấn tượng lúc đấy thì em cũng thấy nhìn cũng dễ thương, cũng trắng trẻo. Trong cái thời gian nói chuyện thấy vợ cũng hoạt bát với là cũng hòa đồng. Thế nên nói chuyện một thời gian thì cảm giác thích. Thế còn em nhìn ổng trong webcam thì sao? Nhìn nhỏ con á, mà lúc đấy chuyên gia mặc đồ đen. Ủa nhưng mà nhìn webcam thì nhìn cái mặt thôi sao biết nhỏ con? Có lần em bảo là thôi anh đứng lên cho em xem. Nhìn người vừa đen mà vừa nhỏ. Mà trong khi đó là hồi viết thư á, anh gửi hình cho em nhìn như lãng tử Hàn Quốc luôn. Bạn em bảo là mày bị lừa rồi. Rồi tụi em yêu xa bao lâu? Nói chung để khi mà để ngỏ lời á, lúc mà giới thiệu anh em để ngỏ lời á là cũng phải tầm khoảng 3 tháng đến 4 tháng. Là em có ngỏ lời với vợ. Nhưng mà lúc trong cái thời gian đấy là vợ đang còn học lớp 11. Tuổi học trò đang yêu đương ở trong trường thôi, trong lớp thôi. Vì thấy nhiều khi kể chuyện là thích người này người nọ thì em cũng hơi khó chịu. Nhưng mà sau này do em quyết tâm em thử ngỏ lời xem. Lúc đấy em có đồng ý không? Lúc đấy vợ dạ, từ chối. Thế lúc đấy là em từ chối thì ảnh mới sợ là em sẽ giữ khoảng cách với ảnh á, không nói chuyện nữa. Thì ảnh ấy lại chủ động nói chuyện nhiều hơn. Có một lần ảnh ấy về quê Nghệ An á, ảnh chuẩn bị về quê ăn Tết á, thì ảnh mới bảo em là em mới hỏi anh đang đi đâu. Ảnh bảo anh đi tán gái. Dĩ nhiên trong người em nổi máu ghen lên. Tối về ảnh đi về rồi, em mới nhắn tin cho ảnh á, em bảo là em yêu anh rồi. Ảnh ấy mà điện lại cho em gấp, ảnh bảo có thật hay là đang đùa anh đó. À, xong rồi em mới bảo là anh nghĩ em đang đùa thật á hả? Xong rồi tự nhiên là nghe cái giọng sụt sịt lắm. Cái giọng sụt sịt giống như muốn khóc á. Cảm động đó hả? Thì không, lúc đấy em khóc. Lúc đấy cảm động thật. Cảm động vì, thật. Là vì lúc đấy, lúc em ngỏ lời là cũng cách đó khoảng mấy tháng thôi. Thì em cũng nghĩ là sợ là vợ ngại đó. Thì em chỉ bảo là
thôi thì mình cứ làm anh em đi, cứ nói chuyện bình thường đi. Đấy, em nghĩ sau này được kiểu gì cũng cảm động à. Vậy yêu xa mấy năm? 6 năm ạ. 6 năm yêu xa. Dạ. Là có bao giờ mà chia tay nhau chưa? Có em. Về vấn đề yêu xa là em quá yêu xa mà nhưng mà anh quá không đồng ý. Dạ kiểu nói chung là em và con gái mà kiểu tủi thân lắm. Nhiều lúc những ngày lễ rồi đi chơi với bạn bè có đôi có cặp mà mình em vậy thì ở nhà ta nói chuyện với qua điện thoại với nhau thôi. Trong một năm đấy chỉ gặp trên webcam thôi. Còn sau một năm bắt đầu mới gặp mặt. Lúc đấy là em đang chuyển về Nghệ An, em làm công tác ở Nghệ An rồi. Lúc đấy em làm ở vùng núi á, vùng sâu vùng xa á, là nhiều khi sóng điện thoại không có, lúc có lúc không. Có khi là em phải đi khoảng 30 phút leo lên ba ngọn đồi. Trời ơi. Mới gọi được một cuộc điện thoại nhưng mình chỉ tầm được khoảng 2-3 phút là nó lại tắt, phải gọi lại vậy á. Có lần là trèo lên cây á, là vì không có sóng, trèo lên cây để gọi, có lần té rồi. Em đó hả? Dạ. Lúc đấy em đang nghe thì cứ gió trên ngọn cây gió ào ào vậy á. Tự nhiên em nghe cái rụp, em mới bảo cái gì vậy? Mãi mới thấy ảnh thưa, ảnh bảo mới té từ trên ngọn cây té xuống. Cảm động quá. Ôi. Có sao không vậy? Lúc đấy chỉ thấy trước tí thôi. Lúc đó thì anh hỏi cảm giác của Hương á. Hương nghe cái điều đó. Em thấy nhớ và cũng thấy thương lắm. Sau này em cũng trân trọng. Em không dám nói lời chia tay nữa. Rồi lấy nhau đến bây giờ là bao lâu rồi? 3 năm 6 tháng. Tụi em có mấy em bé rồi? Dạ, hiện tại thì chưa ạ. Thế rồi lấy nhau rồi có vỡ mộng sau hôn nhân không? Có. Em dạ. Kể trước về anh ấy đi. Ảnh thì hồi trước cũng hay quan tâm em lắm. Mà bữa nay cưới á, em mới bảo là anh ơi em đói bụng quá, thôi đi ăn đêm đi. Anh bảo chứ giờ này còn đi cái gì nữa. Mà hôm là 1 giờ sáng em đói bụng là vẫn đèo em đi ăn. Có nghĩa là cái là hoàn cảnh thay đổi, con người đã đổi thay. Còn gì nữa em? Dạ thì mê chơi game lắm. Mọi hôm thì hồi trước vô thăm em là nói chung là dẹp hết điện thoại. Em đi trực ở bệnh viện á, lúc mà trực đêm, trực nguyên sáng luôn. Ảnh ngồi hành lang chờ em cả sáng đến sáng. Còn bây giờ em mà chở em đi đâu ấy là thôi, chịu khó em tự đi mình đi. Thôi giờ này còn chờ gì nữa, tự đi đi. Không phải lúc đấy là đối chiều. Lúc đấy đang mải chơi game quá mà. Hỏi nó không lúc lúc lắm rồi. Đấy, ông người thật. Rồi còn gì nữa? Ở ngoài á, ảnh đi làm á, công việc của ảnh á, thì ảnh nói chung là anh nghiêm túc trong công việc bao nhiêu thì anh về nhõng nhẽo với vợ với nhau. Trời ơi. Nhõng nhẽo không sao đâu. Ví dụ một vài chi tiết đi. Nhiều lúc như ăn cơm mà cứ ngồi bấm điện thoại như game vậy. Rồi vợ em đúc thì nha, đừng có nói vợ đúc. Đúng rồi, em đúc cơm dài nha. Ôi giời cao đất dài ơi, cháu nó cứ bấm game nữa rồi cứ đấy, bác gái đút cái này đây. Bây giờ vẫn còn không? Bây giờ thì đỡ hơn rồi. Giờ đỡ rồi, đỡ là vẫn còn. Đỡ. Hồi trước thì yêu em còn nhỏ, em có 48 ký thôi. À, bữa nay lấy chồng xong em lời được 15 ký thịt luôn. Hồi trước khi yêu ảnh cõng em, ảnh đi đâu công viên hè mà thôi lên lưng anh cõng. Bữa nay là mới ngủ dậy trên giường ấy, em bảo anh ăn dậy đi. Mà không, cõng anh xuống nhà vệ sinh đánh răng rồi. Trời ơi, cõng luôn hả? Ủa mà em cõng nổi không? Có chứ ạ, em cõng nhẹ lắm. Giống như là gì đó, có vay có trả đó. Sao tôi tò mò cái cổng này quá, thiệt luôn á. Đem cổng thử đi. Tò mò ghê luôn á. Chắc em phải bỏ quốc ra các. Bỏ quốc đi. Bỏ quốc ra. Cổng đi coi sao nè. Lên em nào. Lên lên. Ôi trời ơi. Cổng kìa. Được chưa? Trời ơi, thương thiệt đấy chứ. Ông trước mặt mẹ chồng đang ngồi vậy chứ mà ảnh bảo chứ vợ ấy vợ ra với chồng bảo này. Nó bắt đầu em mới bảo cái gì? Quay lưng lại. Em tưởng là sau lưng em có cái gì. Nhảy lên lưng em cõng á. Nhảy phóc lên luôn. Chạy xung quanh nhà đi. Mẹ cứ đứng mẹ ngồi mẹ cười vậy. Bây giờ em mong muốn không thay đổi cái gì? Bất chơi game lại. Với lại là nói chung là trong cái công việc gia đình ấy thì chưa có con cái thì cũng đơn giản, nhưng mà sau có con cái rồi việc gia đình cũng phụ vợ nhiều cái. Dạ. Thế còn em kể cho anh nghe đi. Dạ. Cô ấy có tật xấu gì không? Vợ của em thì thực sự là rất là bướng. Mỗi khi trong cái công việc hay là cái gì cũng vậy, hay là trong chuyện gia đình cũng vậy, nhiều khi em nói một cái gì đó mà không ưng ý là cãi, gọi là cãi không chịu thua luôn. Ghê lắm. Cãi mãi luôn, cãi không chịu thua luôn, cãi khi nào mà giận nhau luôn thôi. Với là hay quên. Đơn giản như vợ cầm cái điện thoại hay là cái gì đó mà
đầy đấy rồi, xong tính là đi hỏi chồng điện thoại đâu rồi. Bây giờ biết đâu, có biết đâu điện thoại đâu đâu mà hỏi. Bây giờ kể cả chìa khóa cũng vậy, nhiều khi chìa khóa xe đi về rồi đó, là cắt chìa khóa ở đâu không biết nữa. Đến khi lấy xe đi không có chìa khóa luôn. Đáng cúi. Rồi còn gì nữa? Trong công việc nhiều khi cũng hay bề bộn lắm. Có những cái thì cũng gọn gàng nhưng có cái nhiều cũng bừa bộn lắm. Ừ, thế vậy em mong muốn vợ em thay đổi gì? Thì bớt bướng đi. Chồng bớt nói thì nói chung lúc chồng nóng thì đó nhất là cũng vợ giảm đi. Mà lúc vợ nóng thì chồng giảm được. Nhiều khi trong cái cuộc cãi vã phần đa là do chồng chủ động không à. Vợ ít khi mà chủ động gọi là để nó, hai bên nó làm hòa với nhau. Mong muốn là điều đó. Em phải làm hòa không? Dạ, phần đa là em làm hòa không. Thực ra chuyện tụi em quá đơn giản đi, đang dễ thương quá trời quá đất đi. Thôi những cái gì mà đang có mình cứ sở hữu đi. Mình cố gắng mình phát huy đi. Còn em á, bớt chơi game, lo cho vợ chút xíu. Thì vợ sẽ bớt bướng lại. Để làm chi biết không? Để chuẩn bị có con nè. Đang trong đúng không? Cũng mấy năm rồi? Ba năm rồi. Cho nên là chuẩn bị đi để có con. Ngày hôm nay là đến chương trình này á, gặp anh Bin rồi á, là chắc chắn thế nào cũng có con nè. Thôi nhân đây, anh chúc cho hai vợ chồng nha, luôn luôn thuận thảo, vui vẻ, hòa hợp ha. Tất cả mọi thứ đều tốt đẹp tới với hai vợ chồng. Và đặc biệt trong năm sau sẽ có không chỉ là một em bé mà một cặp song sinh xuất hiện ở tại Gia Lai, mà đặc biệt là ở trong nhà hai đứa luôn. Cảm ơn. Trời ơi, thấy lòi rồi đó. Đó, thấy chưa? Chị nói là chị có một cái cảm giác nó rất là hưng phấn, cho nên ngày hôm nay chị nói hơi nhiều á. Em ơi, cái bộ vest này em may đâu vậy? Cái này là vợ em may cho em. Chưa bao giờ mà vợ tôi may cho tôi bộ đồ màu hồng như thế này hết á. Cái cặp sau mà là chồng mặc nguyên bộ tím nữa là coi như ngày hôm nay Bin bỏ về luôn á. Coi như tôi bỏ về luôn, mà thậm chí là nếu mà có dẫn chương trình thì chắc cái số này không lấy tiền. Anh Bin á, ảnh cực kỳ thích hai màu là màu hồng với màu tím. Rồi thôi bây giờ mời hai em giới thiệu về mình. Dạ, em xin chào chị Hồng Vân và anh Quốc Thuận. Chào toàn thể các quý vị khán giả. Em tên là Nguyễn Phạm Minh Trường, 27 tuổi. Nghề nghiệp của em đang là nhân viên thu ngân. Mời em. Em xin kính chào chị Hồng Vân, anh Quốc Thuận và các quý vị khán giả đang xem chương trình Vợ Chồng Son. Em là Nguyễn Thị Thanh Vi, năm nay em 28 tuổi. Em làm nhân viên phục vụ, em làm chung công ty với lại ông xã. Nhưng mà công ty đó là công ty gì? Bật mí được không? Dạ, em là bên câu lạc bộ du lịch quốc tế, nó trực thuộc New World. Ồ, vậy hả? Dạ, trong tình hình dịch này chắc bộ câu lạc bộ cũng hơi khó khăn đúng không? Dạ. Trời, chắc lẽ là hai đứa làm chung nhau thì chắc lẽ là quen nhau trong đó đó chị ơi. Đúng rồi, em đoán đi. Nhưng mà nhân viên phục vụ ở trong đó đúng không? Ở hôm đó là bên công ty mới tuyển một anh chàng thu ngân, mà anh này lại rất là thích cái màu sắc sặc sỡ. Là anh nhìn thấy ảnh đầu tiên là em ghét ảnh. Là khi mà em biết là cô này cũng ghét em, mà em cố tình em cua cổ cho bỏ ghét, mà không ngờ cua cái dính luôn, đúng không? Dạ, cũng có một phần đúng xíu thôi đúng không? Tại sao em không nghĩ là bạn này là nhân viên cũ, bạn này á là coi như là ma cũ, còn bạn này là ma mới, rồi bạn này vô rồi bạn này mới để ý bạn này, đúng không? Hai người đoán chi cho nó mệt ha, để người ta tự nói đi. Đoán chi vậy? Tại ai? Tại chị. Hai đứa nói đi. Đầu tiên gặp nhau nha. Em thì em vô trước công ty chồng em 2 năm. Một ngày đẹp trời thấy trong quầy có một cái cậu nhóc. Em nghĩ là chắc thế nào cũng nhỏ tuổi hơn mình. Thế là em cứ sấn vô em xưng chị, em kêu em. Em hỏi anh. Bé, em sinh năm mấy? Em hả? Em sinh năm 99. Từ đó là em cứ xưng chị, mình lớn mà rồi gặp ma cũ ăn hiếp ma mới nữa. Thế là em cứ lớn tới em ăn hiếp chồng em. Có nghĩa là chồng em nhỏ hơn em mấy tuổi? Dạ có một tuổi à. Nhỏ hơn 1 tuổi thôi mà em làm thấy ghê vậy đó hả? Em kêu người ta là nhóc luôn á. Nhưng mà cái lúc đó là ảnh có mặc đồ sặc sỡ được không? Dạ không. Ảnh mặc đồ thì không có sặc sỡ đâu anh. Nhưng mà ở trên Facebook của ảnh thì rất là sặc sỡ. Toàn là màu hồng không. Anh cứ tưởng là anh này là gay. Tại vì hồng từ trên xuống dưới. Cái ảnh bìa cũng màu hồng. Rồi ảnh đại diện á cũng màu hồng. Gặp ẹo ẹo vậy nè. Với lại là lúc đó là em cũng đang có bạn trai. Lúc đó em sao? Em thấy bà chị này cứ gọi mình là nhóc á, khó chịu không? Khi mà em nói sinh năm 99 để lấy cái cớ đó để có thể nói chuyện được với bà xã của em. Khi mà đi làm chung á, bạn này sao mà cái mặt xinh quá, dễ thương quá, nên mình cũng phải kiếm cách gì để mình nói chuyện. Đặc biệt là bả đi làm là
bả luôn đeo cái chuông trên ngực á, trên cái chìa khóa mà có cái chuông á, đi cái lắc phải không? Hả? Giống như cái tivi mà chưa có thấy hình nghe âm thanh rồi, đã nghe tiếng đó. Ừ, biết thế nào là bả lại phải sửa soạn lại đi, bả tới kiếm chuyện để chọc bả. Rồi lúc đó nhưng mà em vẫn cứ thương thầm đúng không? Em vẫn cứ âm thầm em thương cái người con gái này đúng không? Thì mình cũng để ý một chút chút. Đến bao lâu thì em mới phóng vô cái bà chị này? Năm ngoái mà vợ em đi ăn này nọ nhân dịp sinh nhật, biết được cái tin là vợ em với bạn trai cũ chia tay. Mừng đúng không? Dạ, thời tới rồi. Thời tới cả thời tới rồi. Dạ. Rồi lúc đó em làm cách nào để mà em cua? Thì em cũng dạch ra chiến thuật đàng hoàng, nhất cự ly như tốc độ đi. Cự ly mình gần, đẹp trai cũng không bằng trai mặt. Thì cứ mỗi lần mà vợ em đi làm thì em đậu xe trước hẻm để em chở vợ em đi. Vợ em về thì là em lại đứng trước cửa công ty đó chờ. Nhiều khi vợ em làm ca về lúc 2-3 giờ sáng là 1:30 em đã xuất hiện rồi. Trời, em đứng em đợi. Cứ đồ ăn tới tấp, trà sữa tới tấp, ảnh làm luôn. Đâu cụ thể đi, bụp bụp là sao? Có nghĩa là đi ăn rồi tặng hoa rồi này kia là tỏ tình luôn? Dạ không, hai tụi em là không có tỏ tình. Xong là cứ thế mà đi nhậu. Em đứa nhậu. Em buồn, biết em buồn cái là ăn ốc không, ăn sushi không, là thế là đi nhậu. Cái đầu tháng 9 thì em có một buổi tiệc sinh nhật của bạn em, tham gia xong rồi, nhậu xong rồi cái em mới nói ông qua đón tôi đi. Xã em mới chạy tới chỗ buổi tiệc sinh nhật đón em, mà lúc đó em không chịu về. Nói thôi giờ buồn quá, mình mới chia tay bạn trai mà mình buồn quá, thôi đi nhậu tiếp đi. Nhậu tăng hai đó. Dạ, tăng hai tới khoảng gần sáng hay gì đó, cái em cũng không nhớ nữa. Thế là xã em thì biết nhà em nhưng mà không có chìa khóa, thế là hai đứa đi vô khách sạn. Hôm đó em cũng đâu biết, em đâu có biết, em đâu có làm gì đâu, mà sáng hôm sau nhìn mặt buồn hiu, nói sao lần đầu tiên của tôi, lần đầu tiên của tôi. là em là ông bị mất đó, ông dạ, bị mất, ông buồn xong đó. Rồi giống như là hả, bà ơi lần đầu tiên của tôi đó, cứ nói hoài, bắt em chịu trách nhiệm. Thì lúc đầu cũng nằm ngủ vậy thôi mà vợ em tấn công em quá. Em lại không nhớ. Nó tấn tới đâu mình tấn lại tới đó đúng không? Dạ đúng rồi. Vậy mà sáng ngồi ủ rũ khóc, khóc than bây giờ phải phát đòi người ta bồi thường. Tại vì vợ em lấy của em rồi thì bây giờ em phải quyết định là lấy lại bả. Vậy được không? Đúng rồi, phải chịu trách nhiệm cuộc đời mình chứ. Nhưng mà sau đó thì như thế nào? Tại vì em với lại những cái người bạn trai khác trước giờ là yêu xa. Ông xã em nói là buồn vậy hoài à, rồi người ta bển người ta đâu biết đâu. Em bên đây cái gì em cũng làm một mình hết trơn á. Thế là bắt đầu từ đó thì đi nhậu nhiều hơn. Quen nhau mà không phải là chính thức, bạn trai bạn gái cứ đi ăn kiểu như là trên bạn bè một chút thôi. Tới cái khoảng cuối tháng 10 thì có cái lễ hội Halloween đó anh chị. Có con bé kia nó hóa trang thành cô dâu ma đẹp quá, nói tôi cũng thích mặc áo đầm cưới, áo cô dâu lắm, nhưng mà tôi không có thích đám cưới đâu, lấy chồng cũng mệt lắm, già này kia nữa. Qua ngày hôm sau cái ổng nói hay là giờ bà thích mặc đồ cưới đúng không, đi mặc thử đi. Hai đứa cái chui trong cái studio của người ta cũng thử áo cưới này kia như đúng rồi, như hai vợ chồng thiệt luôn. Thử xong đi ra em cũng không có nghĩ ngợi gì hết trơn á. Cái qua một ngày sau khi ông xã em qua chở em đi chơi, nói em cưới nha, nói với ba mẹ rồi đó. Nói, ủa nói gì? Thì anh nói là anh cưới em. Ủa vụ gì vậy? Không, cái lúc đó giống như là em bị dụ. Coi như giờ sắp sẵn rồi, giờ mình cứ phải bước vô chồng thôi đúng không? Dạ đúng rồi. Vậy là lúc đó là quen nhau được bao lâu ta? Nếu mà chính thức yêu nhau thì là được một ngày. Ngày 30, 31 thì cưới, 31 hỏi cưới. Không, bây giờ vậy nè, từ cái hôm mà em bị cướp đời trai cho đến hôm cưới là bao thời gian bao lâu? Dạ là một tháng. Một tháng rồi, lâu quá em ơi. 30 ngày đó chị. 30 ngày hai đứa mới lấy nhau. Trời đó chứ không phải một tháng đâu. Cứ theo ông xã em nói á, thì là nói với lại ba mẹ trước rồi đó là sẽ đám cưới á, thì em cũng về em
gợi ý với ba mẹ. Khi ba mẹ cũng nói là tại vì năm đó là cái năm tuổi của tụi em á, nếu như mà năm nay không cưới á thì là phải tới 22 năm nữa. Ừ. Cái ba mẹ cũng kêu là thôi cưới luôn đi. Quyết định luôn. Dạ. Mà... rồi từ bữa cưới tới nay là được bao nhiêu lâu rồi? Một năm rưỡi à. Rồi có em bé chưa? Dạ có luôn. Cưới đầu tháng 1 thì tới cuối tháng 2 là em có em bé luôn rồi. Ừ. Cũng trẻ quá mà. Tức là nó về nó cướp qua cướp lại đó. Ủa, tức quá phải cướp lại phải trả thù đúng không? Đời tôi hả? Tôi cướp đời bà cho bà coi. Thôi cho bà khỏi. Bữa sau nó à hôm qua ông cướp đời tôi với ông này tôi cướp lại ông này. Cướp lại. Qua cướp lại. Dạ. Em bé nó ra lẹ quá. Nó ra luôn. Chưa tận hưởng một cái gì cả. Dạ. Rồi bây giờ đến cái phần này hay nè. Còn vợ ông Son nhiều đúng không? Dạ. Em biết cái phần hay nhất là phần nào? Đó, bóc phốt đúng không? Bóc phốt đúng rồi. Bây giờ cái anh chàng áo hường này nè, nãy giờ em bị ít nói quá, bây giờ cho em cái cơ hội để ưu tiên đó, em nói trước. Dạ, vợ em thì cũng không có điểm gì nhiều xấu lắm, mà em mà kể mà hết ba trang A4 cũng chưa hết nữa. Trời ơi. Đó là chưa có gì xấu lắm đó. Cái thứ nhất mà em thấy vợ em mà xấu nhất mà sau khi cưới về em mới bở lẽ ra là bả quá là bừa bộn. Bừa bộn. Mỗi cái ngày đầu tiên mà em qua nhà vợ em chơi á, vợ em nhờ anh ơi dọn giùm em cái phòng. Em dọn 3 ngày chưa xong cái phòng. Nhất là cái bàn trang điểm của bả mà em dọn 2 ngày. Em dọn ngày đầu tiên, cái ngày thứ hai em qua, ủa sao nó vững như vậy vậy em? Bả lâu ra lại. Em cũng không biết tại sao nữa mà em dọn 3 ngày nó chưa hết từ cái phòng đó nữa. Rồi rồi. Bây giờ hoặc bây giờ là còn bừa bộn dữ dội không? Dạ bây giờ vững vậy anh ơi, có con rồi mà vững vậy. Em đi theo sau hai mẹ con nó em dọn hết cả ngày. Thường quá làm có em con là khổ. Còn bừa hơn tại vì sao mệt quá đó. Mệt quá một mình không bừa bộn có còn tăng đôi nữa. Rồi tiếp tục cái thứ hai là hay nói nhiều quá. À nói nhiều có chuyện gì cũng nói, mà nhiều khi em đang rửa chén cái phải vô phải thấy cái nhà dơ quá thôi xong quét nhà đi, mà trong khi mình đang đứng rửa chén rửa xong mới quay qua phải kiếm chuyện khác và nói tiếp, phải nói nguyên một ngày mà nó không mệt luôn em à. Nhưng mà em có trả lời lại không? Dạ không anh ơi. Bà nói mình bà, dạ. Bà tự im. Lèm bèm hay nói nhiều đó là hai tật. Tật xấu chứ cuối cùng mà em thấy nhưng mà nó vui là bà hay bị nói liệu. Bà đang dưới nhà lên cái bà pha bình sữa xong bà kêu em, con ơi cho anh bú đi, con ơi cho anh bú đi. Nó lộn nó phải nói liệu. Liệu đó, liệu đó, liệu. Cái đó liệu đó. Ủa nhưng mà mỗi lần mà bả có giật mình không? Dạ có, bả nói xong bả còn không biết bả nói gì nữa. Ok, em mới nói rồi rồi được rồi, từ từ con cho anh bú từ từ. Ừ dễ hả, còn câu nào dí dỏm nữa không? Bữa giờ vợ em với em đi ra ngoài đường thấy cái cô đó bán bánh ngon quá, cái thay vì bả kêu là em mới nói vợ ơi cô bán bánh ngon quá, ừ mày mua cho tao một cái đi. Tại vì em hay nói chuyện với bạn bè em, em xưng mày tao. Đang lục vỏ em kiếm đồ cái ổng lại nói cái hả cũng quay qua ừ mày mua tao một cái liệu luôn đó. Ừ rồi cái ổng đang bấm tivi, ổng hỏi em phim này em coi chưa, ừ tao coi rồi, em xưng mày tao mà có như vậy thôi mà ổng ghim. Khi mà em liệu xong rồi ổng bỏ qua đi, không ổng còn nhắc lại mà nhắc hoài luôn, anh coi chừng cái nước này nó lạnh lắm. em ghép gì nước nóng với nước lạnh. Ừ nó lạnh, nước này nước lạnh. Rồi vậy nước thôi lạnh. Mà ổng cứ ừ nước lạnh là cái gì bà. Rồi. Ông này ghẹo em đúng không, nói chung anh không có nhắc đâu, anh không có ghim đâu, và hôm nay anh chỉ nhắc lại thôi, nói chung là có mấy bạn người biết em không sao cả. Có bữa mà em nấu cơm á, vợ em kêu là mới múc bình nước ra cho con uống, ok anh ơi cước có chưa, em đói bụng quá rồi, cơm với nước chưa, cơm với nước anh ơi cước có chưa, cơm với nước đó là cước. Thôi bà từ từ để tôi ra con mua cho bà miếng cước. Tôi chừng lấy nước bóc cho em nói nghe nè. Nhưng mà cái lúc mà em nói nó liệu như vậy là em có biết không? Em không biết, em nói xong mà em nói qua luôn, khi ổng nhắc lại em mới biết là em mà, nói mà, liệu mà mỗi lần ổng nhắc lại gì có cười không? Em cố em nén cười xuống mà ổng nhắc kỳ lắm, ổng nhắc lúc nào ổng cũng cười. Có quê không, có quê không? Dạ, quê chứ. Bữa nay có thấy quê không? Em nhắc riết cái chai luôn. Ờ đó sao đâu, khán giả biết chơi rồi. Không sao đâu, xanh xong nó vậy đó cưng. Dạ 2 năm hết.
mắc cười anh ơi. Yên tâm đi, ừ, hai năm cái thần kinh yếu em hay bị liệu kiểu đó lắm. Dạ. Bị lộn chữ á. Dạ, còn gì nữa không nè, có nóng tính không? Dạ dạ em nóng tính, người ta có câu là uống lưỡi 7 lần trước khi nói, còn vợ em nói 7 câu xong mới bắt đầu uống lưỡi. Cứ nhiên quá bả nói mà cái tính bả nóng mà bả nói xong cái thôi bả quên, nhưng mà cái câu nói của bả làm gây mít lòng mình lắm. Nhiều khi nói chuyện với mẹ vợ của em cũng vậy, hai mẹ con nói chuyện mà lát hồi giống như cãi lộn vậy á, cha bả về bả ngồi em nói gì hơi quá đúng không anh? Mày có xin lỗi mẹ không? Dạ chưa. Bây giờ càng lớn sẽ càng giống như nít á, vậy buồn vậy đó mà không thèm nói, không thèm nói là buồn đâu, cho nên là mình phải chủ động mình xin lỗi. Nói mẹ ơi nãy con bị vậy đó, thôi mẹ đừng giận con nha, con mới sanh xong nhiều khi con bị nó chưa nội tiết tố, nó chưa có hoàn chỉnh. Chưa lấy lại như cũ đó, cho nên thôi mẹ đừng giận con vậy đó. Nghe rồi giờ hết chưa? Để được chuyện. Kể lại không? Được, được. Thôi bây giờ tới em nè. Em đang đợi á. Tới em đó em, phát báo đi. Từ lúc mà em quen biết luôn á, nhiều khi mà em nóng bực bội với những cái chuyện gì mà đơn giản hàng ngày thôi á, thì em muốn em nói chồng em phải phản ứng hay là hả? Nói phải trả lời lại. Dạ, trả lời lại mà ông im không à. Không thèm nói lại gì tới ông mình. Im hả? Xong rồi bực, thiệt là bực luôn á. Em nói lớn tiếng á thì quay qua biết em gì. Thì em muốn á là em đúng hay em sai chỗ nào thì ông xã nói phản ứng lại đúng không? Dạ. Im xong rồi cái tới biết. Chừng cái em nguôi rồi á, cái nói lại với em cái những cái lời mà em trong đầu em suy nghĩ em định nói ra, cái em quên chừng. Như là ha, em nói quá trình nói như mắt bố vậy, xong cái tới chừng cái ông quay qua ông nói lại cái em không nhớ là em giận cái chuyện gì. Mình đã nói cái gì? Cái ông đang kẹo trên. Dạ. Rồi á ha. Chồng em rất là mê đá banh. Mê đá banh. Dạ. Mê đá banh mà sao mê màu hồng ta? Dạ. Mê bóng hơn vợ con. Mê bóng hơn vợ con. Chà, hai ba nghĩa luôn đó nghe. Nhưng mà không, em không có cấm giác là chồng mê bóng quá, cứ bạn bè này kia rủ đi cái ào. Em có mấy lần em có nói là giờ có con rồi thì đội banh thì không có anh thì người ta vẫn đá được, mà giờ ở nhà thì chỉ có hai mẹ con em thôi. Thì anh coi cái trận nào mà anh thích quá thì anh đi, còn nếu như mà anh vắng mặt được thì anh vắng mặt anh ở nhà với mẹ con em. Thì chỉ vậy thôi. Có bớt không? Nói vậy thì anh có bớt bóng có, không? Có bớt bóng rồi, cho nên là mấy màu hồng không có đây dài màu hồng thôi. Chứ nếu mà bóng hơn là nguyên một cây màu hồng luôn rồi. Ở nhà có bao giờ anh bị nhiễm màu hồng lắm hả? Dạ. Ủ đồ nhà em thì vợ em màu đen, còn em thì màu hồng. Nhà em thì hai vợ chồng em cũng mới chuyển về nhà mới. Thì lúc sửa nhà xong em cũng nói vợ ơi sửa nhà màu hồng đi. Cũng mà bởi em là con trai hay gái? Dạ cũng hơi là con gái. Chứ con trai là ảnh cũng chắc cũng muốn màu hồng. Cũng coi là màu hồng luôn á. Dạ. Nhưng mà bây giờ con gái em thích màu hồng hay màu đen? Mới 1 tuổi rồi đúng không? Dạ không, mới có 6 tháng à. À rồi, dạ. Chưa. Một năm nữa coi coi nó thích màu hồng hay màu đen. Rồi vậy em muốn thay đổi điều gì? Đúng rồi. Không, em muốn vợ thay đổi điều gì? Dạ em muốn vợ em thì là bớt nóng lại, nói thì phải suy nghĩ trước sau. Thì chỉ có vậy thôi, với bớt bừa bộn lại giùm. Chứ anh mỗi anh đi làm về xong rồi anh phải dọn cái nhà chứ, hết cả ngày của anh luôn. Vậy thôi đúng không? Dạ đúng rồi. Rồi còn anh vợ? Dạ em thì em muốn nói chung là chồng em cũng không có gì, thương vợ cũng lo, biết làm việc nhà này kia nhiều lắm. Em không làm chứ chồng em là làm hết à. Gọn gàng này kia. Mà có thật là sợ quá đáng con gà. Sợ gà? Dạ. Sợ gà là sợ gì? Rất là sợ gà luôn. Ủa trong em ở đâu? Em ở bộ em ở trong trang trại hay sao mà sợ gà? Dạ không. Lúc nhỏ anh bị gà đá mổ, cái giờ anh sợ luôn. Rồi có ăn thịt gà không? Thịt gà thì gà xé, hình dáng của con gà, đầu gà, đùi gà, lông gà này kia. Không tới nỗi mà em mua cái chổi lông gà, ông cũng không dám đụng vô nữa. Không vậy em, cái điều đó là anh chia sẻ nghe là có thiệt nha. Em là em bị mắc xương cá từ nhỏ, hồi nhỏ là em nói sao? Thế là anh bị ám ảnh con cá luôn. Bây giờ là anh là thật sự là mà nói ăn cá là khi nào mà không có cái gì để ăn thì anh mới ăn cá. Anh chỉ ăn thịt thôi, không thích ăn cá. Và thậm chí anh nhìn thấy con cá mà nhất là con cá nhỏ, con cá rô.
Thì đó cá, cá nhỏ là nhiều xương. Tại xưa mình bị mắc xương cá và mình sợ lắm. Nó là một cái nỗi ám ảnh từ từ bé thơ. Đi gà đá hả trời. Dạ. Tôi nói mà đi chơi ở miền Tây á, ổng đạp xe đạp ở trên đường làng, con gà nhảy ra mà ổng lủi xuống ruộng luôn. Lủi xuống. Em mới hỏi ủa làm gì vậy? Có con gà kìa, quay qua mà con gà nó nằm trong chuồng mà. À. Nó nằm chỉ nằm xích ra. Đó giờ mới thấy là một người sợ gà đó, chứ còn chưa có thấy luôn á. Sợ chuột, sợ rắn, sợ đĩa, tôi không nói sợ gà. Bị gà đá. Mà cái chi mà sợ, sợ con vợ đi, không sợ con gà. Vậy là giờ mong muốn ảnh thay đổi là chắc là bớt bớt lại thôi, chứ có đợt mà sợ con gà mà đu lên cục điện, dây điện không mà. Trời đất ơi, trời có hả? Dạ, em đứng em la mà người ta tưởng như là hai vợ chồng cái lộn gì. Không có về quê được rồi. Rồi mai mốt ví dụ như dẫn con đi 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 dã ngoại, đi cắm trại hay là đi farm stay rồi là sao? Em lựa cây nào không có gà em đi. Nhảy lên cái cục điện mà em mấy nói dây điện tùm lum mà, tại vì nó ở trong hang động. Vậy là em mà nhìn gà Đông Tảo em còn sợ nữa. Ủa, đúng không? Gà nhìn cái chân nó lớn, nhìn cái chân nó lớn thì nó chắc cũng sợ nữa đúng không? Dạ. Thôi nói chung là nó có những cái bài học để làm sao chế ngự được cái nỗi sợ của mình đó. Trên trên các trang mạng xã hội nó có chỉ á, không đó là cái cách để mà giúp cho mình vượt qua cái nỗi sợ hãi. Đúng rồi đó. Nghe thôi, cặp vợ chồng này quá đáng yêu. Thôi nhưng mà vậy nè, em nãy vợ em nói á, là hả mà nó nói là em phải phải biểu cảm đồng ý hay không đồng ý, vợ đúng hay sai, thì là nó sẽ bớt đi cái sự mà nóng tính, cái sự mà la hét của nó. Chứ còn bây giờ nó cứ giống như nó nói mà vô khoảng không, nó càng phải nói lớn để mà cho em phản ứng lại đó. Bữa nào làm thử đi. Nghe chứ đợi mới nói xong xong liếc bán cái rồi xong rồi nói lại câu chuyện cái bảo quên. Mai mốt phải nóng hơn nữa nha. Thôi chúc hai vợ chồng cây hồng yêu thương nhau nha. Ấn tượng lần đầu tiên gặp ổng là không ưa rồi. Hồi đó cái kiểu như em là ở trong gia đình ba mẹ khó quá, nên là cái kiểu mình cũng đứng hơn tuổi một chút, mà cứ thấy ai mà cà chợt là mình không thích. Mà ông này ổng cứ nói mình là bé đen nữa. Nên mình lại tức, cứ mỗi lần như vậy là rượt nhau. Cái tay anh này xong khoảng 2 tháng là em có bồ mới rồi. Dạ. Chia tay nhưng mà test về vẫn đi chơi. Test về vẫn đi chơi bình thường. Nói chung là giống như là mặc định là về phải đi chơi với ông này. Mời quý vị chúng ta dành một tràng pháo tay đón chào cặp vợ chồng tiếp theo. Chào hai em đến với chương trình Vợ Chồng Son. Mời hai em giới thiệu về mình. Kính thưa chị Hồng Vân, anh Quốc Thuận cùng quý vị khán giả đang xem chương trình Vợ Chồng Son. Em tên Võ Quang Lưu, 31 tuổi. 31 tuổi. Dạ. Em đang làm chủ của một cửa hàng thực phẩm bổ sung dành cho người tập thể hình. Tướng tá này có thể qua ăn uống của mình đó được không? Được. Nhìn anh là biết là dân tập thể hình rồi đúng không? Anh xin thưa với em luôn là cái lần gần đây nhất anh tập thể hình đó là cách đây khoảng mấy năm rồi đó. Nhờ tập đều đặn cho nên mới có thân hình như thế này nè. Rồi, mời em. Xin chào chị Hồng Vân và anh Quốc Thuận và toàn thể khán giả xem đài Vợ Chồng Son ạ. Em tên là Nguyễn Thúy Hồng, 29 tuổi. Hiện em là tư vấn viên điều trị mụ và chậm con của công ty Đông Y Hồng Tâm. Rồi bữa nay ông mụ đụng ba mụ rồi. Tên Hồng nữa kìa. Hồng. Hồi nãy có anh là chồng. Đây là Hồng Úc luôn á. Cái cơ duyên nào mà các em gặp nhau? Em với vợ em á là ở cùng thôn, cùng xóm, chỉ khác cái dãy trước dãy sau thôi. Là quê ở đâu cưng? Dạ ở Bình Thuận. Bình Thuận. Dạ. Bữa đó chắc cũng tình cờ em cũng mặc quần đùi ở Trăng, đi xuống phụ thằng bạn nhổ mì, nhổ sắn ấy. Rồi cái đi ngang qua nhà vợ, đi ngang qua thấy xong rồi đía. Đía nhưng mà lúc mà chú bé bao nhiêu tuổi? Dạ 17 tuổi. Đó, 17 tuổi. Hồi đó đía theo đía kiểu không phải là thương đâu. Cô bé này mới 15 thôi chứ mày. Dạ đúng rồi, thực ra cũng không phải để ý mà đía để chọc tức ấy. Là chị sợ nhất mấy thằng con trai mà nó ghẹo rồi nó nhiều khi nó cứ hay chọi á. Chú này có phải giống vậy không? Dạ không dám chọi đâu chị, tại vì em dữ lắm. Chứ chú chọi là kiểu em gì? Là cầm chổi em dí thiệt á. Em ghẹo chọc cho chửi. Xong rồi bắt đầu dí em chạy. Em chồng sao? Hồi đó giờ em không phải được như bây giờ đâu. Hồi đó là lúa. Lúa mà gặp trời mưa ấy. Đen. Lúa nè, đen nè, đen thủi đen thui đó. Dạ đúng rồi. Chọc cho dí chạy. Vậy đó. Nhưng mà em chắc chắn là em không ưa con trai này đúng không?
Dạ đúng rồi, không ưa. Ấn tượng lần đầu tiên gặp ổng là không ưa rồi. Hồi đó cái kiểu như em là ở trong gia đình ba mẹ khó quá, nên là cái kiểu mình cũng đứng hơn tuổi một chút, mà cứ thấy ai mà cà lật cà chợt là mình không thích. Mà ông này ổng cứ nói mình là bé đen nữa. Nên mình lại tức. Cái mỗi lần như vậy là rượt nhau. Mà em có đen không? Dạ đen thiệt. Cái người mà đen, người ta ghét ai rồi đen em thích ai bây giờ? Đến khi nào thì mới bắt đầu là tỏ tình với em? Tụi em thì chia làm hai giai đoạn, quen tập 1 nghỉ giải lao, xong rồi quen tiếp tập 2. Cái tập 1 là lúc bao nhiêu tuổi? Bắt đầu quen tập 1 là biết nhau đó, là biết nhau đó là tập 1 phải không? Biết nhau mà không ưa. Tới cái lúc ưa ấy thì khoảng được 1 tháng nghỉ giải lao. Dạ. Lúc đó là lên tới lớp mấy rồi? Em từ lớp 9 thi lên lớp 10 là bắt đầu học chung trường. Học chung trường thì hay đi chung học với nhau, hay đi chung xe đạp với nhau vậy đó. Thì mấy đứa nó thấy hai đứa đi với nhau là nó hay ghẹo. Trước đi học sinh là nó hay ghép đôi mình. Em càng ghét nữa. Dạ là càng ghét nữa. Nhưng mà đến lúc em học lớp 12 thì ảnh đi lên trên Sài Gòn anh học rồi. Lúc mà em thi đại học ấy, ba mẹ không đưa đi được, nên ảnh về ảnh đưa em đi lên. Thì lúc đó là mình thấy ông này cũng chu đáo, cũng về đưa mình. Nên là lúc đó là cũng nhã nhã từ từ từ. Dạ đúng rồi, bắt đầu quen. Khi mà em thi đại học rớt rồi á, bắt đầu mới về nhà. Nhà em thì ở dưới xã, nhưng mà em lên thị trấn để em làm phụ người ta buôn bán quần áo gần Tết rồi đó. Ổng cũng lui lui tới tới, thì lúc đó mới xác nhận là quen nhau. Yeah. Hồi đó tụi em là quen nhau cái vụ cũng cái vụ mà từ đầu không ưa đấy. Nên là đã xưng Mita, từ miền Trung mình thì cứ xưng Mita đó là thân thiện ấy. Cứ xưng Mita miết cho tới cái lúc đó là vợ em lên trên thị trấn làm ấy. Rồi cái bắt đầu em cũng lên, rồi tối đó cũng như là cũng kiếm cớ. Chúng cớ là ở lại phụ ấy rồi ở lại. Cái hồi đó là bắt đầu mới kêu sửa lại. Hồi đó cũng có ý với nhau rồi. Mới lần đầu mà kêu mi tao xong rồi sửa lại, anh em nó ngượng, hai đứa ngượng gì đâu mà nó ngượng. Bắt cười hả? Dạ, dạ nói rồi, cái tự nhiên cái phụt cười á. Dạ, dạ đúng rồi, tự cười luôn. Đúng không? Em chỉ cần xưng em với ảnh thôi là em cười, hoặc là ảnh xưng anh với em là ảnh cười à. Hai đứa cười không, nhưng mà đang nói câu chuyện là gián đoạn liền, phải cười một trận đã rồi mới đầu nói tiếp được. Rồi sao cái đêm tối ở lại đó, có chuyện gì xảy ra không? Tính em cũng nhút nhát lắm. Tối đó thì cũng xảy ra lỡ dở thôi. Lỡ dở? Lỡ dở sao nè? Là tức là cũng hai đứa trao nhau nụ hôn đầu tiên. Đó là lần đầu tiên luôn. Là ngủ, nhau ngủ giữ trong cái sạp luôn á. Ngủ trong cái sạp đó luôn, cái tiệm đó luôn. Là chảy ra là ngủ đó thôi. Là hai đứa dạ, ngủ trong đó luôn. Lần đầu tiên em ngủ chung với trai. Lần đầu tiên em ngủ chung với trai. Cũng lần đầu tiên là bị người ta cướp nụ hôn đầu tiên luôn. Nhưng mà vui không? Thích không? Em nhưng mà là anh thật sự nó mới tò mò mà anh muốn biết thôi, là ổng hôn bất ngờ hay là ổng nói ý. Dạ có bất ngờ, là cái cảm giác bây giờ nó vẫn còn nhớ luôn á, giống như điện nó chạy á, từ trên này xuống là người nó cứng luôn á. Dạ cứng ngắc luôn. Bất ngờ không hỏi xin em luôn. Dạ đúng rồi, giống như em là em xin làm sao lỡ không cho, không cho đó. Nhưng mà hôn một cái một thôi hay là đêm đó là hôn nữa? Dạ chỉ có một cái đó thôi. Rồi xong rồi là phần ai nấy ngủ á, tại vì sợ quá. Hơi bậy. Cũng tay chân nó cũng bậy bậy chút. Đêm đó chắc luôn cũng đâu có ngủ nghe gì đúng không? Dạ, nằm ngủ chứ thì gần như không ngủ được. Nhắm mắt để đó thôi. Nằm kế bên người con gái mà bình thường là nguyên đêm lần đầu tiên nữa thì không ngủ được. Tình yêu các em là cái gì có suôn sẻ không? Qua Tết là tự chia tay đấy. Sao lại chia tay? Gần Tết là lên phụ bán. Xong rồi cái ăn Tết xong cái là đúng một tháng là chia tay. Anh muốn biết là tại sao lại chia tay? Em cũng không biết nữa. Ổng hút thuốc mà em nói ổng không có nghe. Cái kiểu mình là lịnh lúc mà thương ấy, mình muốn lịnh là người ta phải nghe mình á, cái kiểu vậy đó. Mà ổng lại không nghe nên là em bực bội quá thôi. Bỏ, chia tay. Chia tay lâu rồi, chia tay lúc đó là gián đoạn hơi lâu, là hơn 3 năm. Vậy đó hả? Chia tay anh này xong khoảng 2 tháng là em có bồ mới rồi. Dạ. Đó là em lúc đó đi Sài Gòn, đi Sài Gòn học và làm. Là em có quen một người mới ở ngoài Bắc. Em với anh kia là quen cũng lâu rồi, cũng muốn tính tới chuyện đám cưới đám hỏi luôn rồi đó. Nhưng mà cái dạng tụi em cũng yêu xa thôi, tại vì anh kia anh làm ở ngoài Phan Thiết Bình Thuận, còn em thì làm ở Sài Gòn. Nên là chỉ yêu xa thôi. Cứ mỗi lần Tết nhất á là anh kia cứ về Bắc với mẹ. Chia tay nhưng mà Tết về vẫn đi chơi. Tết về vẫn đi chơi bình thường. Nói chung là giống như là mặc định là về phải đi chơi với ông này. Nhưng mà đi chơi là có cái cảm giác không? Dạ, cái kiểu là thân quen lắm á, cái kiểu là mình thân quen và giống như là mình muốn chiếm hữu á. Ổng mà chỉ cần đi chơi với lại đứa khác thôi là lẫy rồi đó, là hờn rồi đó. Lễ Tết bất cứ cái gì là về là ổng phải chở đi chơi thậm mà chí. Còn Lưu thì sao? Lưu trong cái lúc đó thì là trong 3 năm mà chia tay với bạn này thì có bạn gái không? Sau 2 năm thì em cũng có quen một bạn, quen nhau được 1 năm. Nhưng mà thực ra thì lúc yêu thì thương là cũng thiệt, chứ không phải là giả dối gì. Nhưng mà
khi mà đi chơi với nhau rồi đấy, coi như là nó có một cái gì đó kết nối hai đứa, xong rồi cái em cũng chia tay bạn kia. Tức là em vẫn còn thương cô gái này đó. Dạ đúng rồi. Rồi nhưng mà trong 3 năm đó em có nhớ gì về cổ không? Cái điều nó là như là mặc định rồi. Thì hai đứa thì ở gần nhà, mỗi lần em lên Sài Gòn em chơi thì đều ghé hết. Cứ là chơi đi lên Sài Gòn hoặc là đi đi qua quận 9 là phải ghé em cái đã rồi mới đi. Tức là hai người này họ có ngoài cái tình yêu nó giống như là có cái tình tri kỷ á, tình thương, tình tri kỷ rồi tình ruột thịt nữa. Kiểu nó thân quen lắm. Mà có cái chuyện vui buồn gì, người đầu tiên em nghĩ là ông này. Đang giận cô cũng điện thoại nói chuyện với ổng. Hay là có cái gì đó cũng điện thoại nói chuyện với ổng. Như là một thói quen luôn á. Chia tay nhưng mà cái chân nó vẫn còn méo lại. Rồi đến khi mà quay hai đứa quen lại, ai là người chủ động á? Em chồng. Lúc đó em chia tay anh kia là tại quen cũng lâu rồi, 3 năm mấy mà là tính tới chuyện đám cưới đám hỏi luôn rồi đó. Xong rồi cái biết ổng lừa, em bị tổn thương dữ lắm. Mà tính của em thì nó thẳng từ trước giờ, vừa thẳng vừa ngang nữa. Là bỏ ăn và uống 10 ngày luôn á. Có kể cho anh nghe không? Dạ có. Trời, cái khóc gì? Khóc trời ơi, gọi điện khóc bù lu bù la. Thương em cứ quay lại đó. Tội nghiệp quá, mới quay lại quá. Đó. Ừ. Dạ. Xong rồi nói là thôi, còn có anh mà. Ôi ôi. À, chỉ có câu đó thôi đó là thấy dịu lòng rồi đó. Thằng chảy liền đúng không? Dạ, dạ. Có khoảng tháng mấy sau chia tay anh kia là quay lại với anh này rồi. Tại vì có sẵn rồi mà. Dạ. Em là trong bao lâu thì chia tay bạn gái? Cái giai đoạn đó là em lại về quê. Còn bạn thì làm ở trong này, thì giai đoạn nó khoảng 3 tháng, lần lần rồi nó pha với lại vợ em thì giai đoạn đó đang thất tình nữa. Nên là mình chăm anh này nhiều hơn. Bạn kia cũng biết gì? Thực ra bạn kia thì không biết. Nên là em mới xin lỗi. Dạ. Nhưng mà em và bạn kia có tính cái chuyện lâu dài không? Dạ cũng có, nhưng mà cũng có vài trục trặc. Lúc đó ở nhà sửa nhà chuẩn bị làm đám cưới ấy, vợ nghe tức lắm. Cái... tức hả, vợ ghen hả? Dạ, em cũng không biết vì sao hồi đó đâu có liên quan gì đâu. Em cay kinh khủng luôn. Cái mỗi lần sau mẹ em điện lên á, bé hình như mẹ thấy nhà Lưu sửa nhà, hình như là nghe nói chuẩn bị cưới vợ. Thôi là em tức hừng hực luôn á. Tự nhiên mình cũng có bồ mà người ta đi cưới vợ mình lại tức. Mà lúc đó là không hiểu lý do vì sao mà lại tức. Đó là một cái tình yêu không hề ích kỷ đấy em. Mà hai bạn yêu lại đó là cho tới bây giờ là cưới nhau là không có gì trục trặc nữa đúng không? Dạ đúng rồi. Dạ, nói chung là hầu như chỉ có những vấn đề có thể tự tụi em giải quyết được nên không trục trặc lắm. Mà ngay sau đó là bao lâu thì cưới? Tụi em quay lại là tháng 8 2014. Thì tháng 12 25 là tụi em đám hỏi. Tụi em mới quay lại thì ba ảnh mất, tròn 1 năm ngày mất của ba ảnh á, thì bắt đầu má ảnh á mới qua nhà nói là cho đám hỏi. Tại vì tụi em đang có cái định hướng là muốn kinh doanh sữa, má muốn là hai đứa làm chung với nhau thì đám hỏi đi cho nó có cái danh phận để cho mình dễ đi qua lại á, và ở lại mà học hỏi. Tháng 3 2017 thì tụi em mới cưới. Đã mất một năm. Dạ hơn một năm, hơn một năm mới đám cưới. Là bắt đầu lúc đó là dọn về ở chung là đám hỏi xong đó. Dạ, phải không? Dạ. Đám hỏi xong là có như vợ chồng rồi còn gì nữa. Dạ. Mà là có sống chung với nhau không? Dạ có sống chung nhưng mà không dám nói với ba mẹ. Ba mẹ bên vợ thì khó. Ở nhà do em là chị hai, dưới là còn hai đứa em gái nữa nên ba mẹ mình muốn mình sống phải mẫu mực, cho nên là mình lỡ sai rồi là không dám nhận. Là đính luôn. Dạ giấu luôn. Và cái câu chuyện đó là chưa bao giờ em kể cho ba mẹ em nghe. Dạ chưa bao giờ kể. Hôm nay biết hết. Hôm nay chắc là ba mẹ không biết đâu. Bây giờ nếu như mà ba mẹ có biết thì thôi ba mẹ tha lỗi cho con, tại vì giờ con cũng có hai cháu ngoại xinh xắn cho ba mẹ rồi, cho nên là ba mẹ không, bỏ ba qua mẹ, cho con. Ba mẹ bỏ qua hết. Dạ. Tại vì giờ là nhìn thấy hai đứa hạnh phúc, ông bà quá hạnh phúc rồi. Vậy là tới khi tụi em ở chung với nhau rồi mới có cái chuyện kia đúng không? Chỉ là từ cái nụ hôn rồi cho tới lúc mà ở chung với nhau. Dạ. Rồi mới có cái chuyện vợ chồng. Dạ, dạ mấy năm trời. Vậy là ba mẹ cũng có la đâu. Rồi đến với cái phần hấp dẫn đi em. Vâng. Đó là phần giật mặt nhau. Em chấp bên vợ em kể trước. Để chấp luôn hả? Dạ, để tí nữa em có gì em bẻ lại. Cũng là một người đàn ông mẫu mực đó. Nhưng mà có một số cái là em không thích anh là anh vô tâm. Không phải vô tâm là toàn phần đâu. Nhiều lúc em mặc bộ đồ này là mới lắm nè, mặc 2-3 nước rồi đó. Ông mới hỏi là ủa em mới mua đồ mới hả? Mình cảm giác là trời mình trưng diện cho đẹp để chồng thấy mà mình mặc tới 2-3 nước rồi ông mới biết. Ông biết là mình cái có đồ kiểu mới. Kiểu là không muốn quan tâm gì tới mình. Nhưng mà thực tế là chỉ cần em nhìn đá mắt vào ông là cái gì là ông hiểu là em đang muốn cái gì luôn á. Nhưng mà là vô tâm về ngoại hình của mình á, là cái ông nhất. Tập trung cái gì á? Tập trung game á. Chơi game thời điểm đầu là có thể chơi tới 3-4 giờ sáng luôn. Nhưng mà từ ngày em sinh bé thứ hai á, tính tình em cũng có thay đổi một chút, quạo hơn, với lại chắc là ông cũng thấy em mệt hơn cho nên là giãn bớt rồi. Sợ em quạo cho nên là trước khi mà muốn chơi game á là con cái là phải lo thay đồ,
rồi thay tã, rồi bắt đầu đúng không? Dạ đúng rồi, phải lo hoàn tất cho con gái từ áo quần tã sữa rồi mới được chơi. Tới ổng. Dạ mới được tới ổng. Mà mỗi lần mà em nhìn thấy khi mà ổng chăm sóc cho con mình đầy đủ trơn, ổng cầm máy lên thì em sẽ dễ chịu hơn chút. Dạ đúng rồi. Còn một cái em tính nói đợt trước nhưng mà đợt này ảnh tự động bỏ rồi, đó là ảnh bỏ thuốc. Cái nguyên nhân đầu tiên là hai vợ chồng chia tay, nhưng mà bây giờ đã khắc phục được rồi, tự động bỏ luôn. Em mừng lắm luôn, mừng mà chảy nước mắt luôn. Lưu, tại sao em bỏ vậy luôn? Em cũng trải qua mấy lần rồi, là kiểu như mình uống thuốc rồi cái ho ấy, có hai đứa hai con rồi. Rồi mình nghĩ lại mình thôi mình cố gắng mình bỏ đi. Thực ra cái nó cũng tốt. Nên là mình cố gắng mình bỏ. Còn gì nữa không? Ổng thêm một cái nữa là hơi bị dây thun. Ví dụ như em nhờ làm cái gì đó thì cái tính mình là Trương Phi mà, thì em nhờ anh đi thì anh làm đi, rồi anh muốn làm cái gì cũng được, anh muốn chơi game hay là anh muốn coi YouTube, anh muốn làm gì đó làm. Không, lê mà lê 15-20 phút ai nói lê cả tiếng. Đang dở trời. Cho nên quạo đúng không? Dạ rồi. Tới luôn tới em đó. Dạ em cũng tự nói rồi, đó là tính rất là nóng, rất là ngang. Không phải chỉ riêng em sợ đâu, cả xóm em cũng sợ vợ. Sợ bà gặp ai cũng la được, có chồng chắc cũng đỡ rồi. Cái hồi chưa chồng, hồi con gái, trời ơi, ngang lứa là đứa nào cũng sợ bà hết. Đứa nít cũng sớm sợ lắm luôn. Ngang chập lứa là chạy đó, chập là chạy, đúng lại là quýnh. Bé đen á, bé đen rồi. Nóng nè. Tính từ con gái tới bây giờ luôn, tính khí thất thường. Ví dụ như em đang đó, em đang chơi ở phòng vậy đó, đi về đang hai đứa đang vui vẻ, về em mới vừa bước ra khỏi phòng chắc cỡ 10-15 phút vậy đó, bắt đầu mình điện, mình hỏi thăm. Tự đang đang vui vẻ vậy, cái tự nhiên không bắt máy, và mấy ngày sau cũng không bắt máy, không biết lý do vì sao. Ủa vậy luôn á hả? Không phải có lý do. À, em là người hay để ý tiểu tiết, nghĩa là khi mà cái cuộc nói chuyện của hai đứa nếu như mà có cái gì đó mà mít lòng là em không nói ngay lúc đó đâu. Về rồi bắt đầu em ngẫm lại một hồi, giống như là em bị điện chạy chậm vậy đó. Cái tính của em là em biết em nóng, mà nếu nóng là em sẽ nói ra những lời không hay. Là em để sẽ... nó từ từ giải quyết. Dạ đúng rồi. Cách đó của em đó là một cái giải pháp tốt cho cái việc là xử lý cái cơn giận của mình không? Trời, thêm cái nữa thì ngủ hay mớ, đang nằm ngủ vậy đó, cứ rớt con rớt. Dạ ám ảnh đó. Chắc là hai đứa nó lì quá. Ở nhà anh chăm con cả ngày luôn mà. Nó không có gửi nội ngoại gì hết, vợ chồng tự chăm. Rồi nhiều lúc cả ngày la mắng mấy, con. Mấy rồi, đứa lớn mấy tuổi em? Dạ 37 tháng ạ. Đứa nhỏ thì bây giờ được 11 tháng rồi. 11 tháng. Trời ơi, cái tuổi này rồi thôi. Dạ nó quậy ghê lắm. Mà một đứa thì hỏi nhiều, còn một đứa thì nó lắc cắt. Ban ngày mà giữ con mà la dữ quá là tối là cũng mớ. Rồi bây giờ sẵn mong muốn ông thay đổi điều gì nói luôn đi. Quan tâm vợ một chút. Em có nhờ cái gì thì anh làm lẹ lẹ giùm em. Tại tính em nóng, nhiều lúc em lại không kìm, lại nói những cái từ mà nó không đúng nữa. Bắt đầu hai vợ chồng lại xích mích. Rồi bây giờ luôn mong muốn vợ thay đổi điều gì? Chỉ có cái mong muốn là cái hung dữ thôi, dịu xuống một tí là em cảm thấy là được rồi. Cái hợp tác là rất là quan trọng. Hy vọng hai em sẽ có một cái sự thay đổi. Nghe không? Cả hai sẽ cùng thay đổi. Rồi, cảm ơn hai em. Dạ, cảm ơn.